Chào mừng các em, chào mừng các em đã đến với tiết học âm nhạc. Trên màn hình của chúng ta các em thấy đây là hình ảnh gì đây ạ? Thì chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh đó là hình ảnh trái đất. Và trên trái đất của chúng ta có rất là nhiều nhiều dân tộc, nhiều đất nước, thể hiện qua những cái hình ảnh những con người đang đứng trên trái đất đây. Đó. Có người thì da trắng, có người thì da vàng, có người thì da nâu. Đó. Thì hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em một bài hát với chủ đề môi trường. Đó là chúng ta sẽ học hát bài Ngôi nhà của chúng ta, nhạc và lời nhạc sĩ Huỳnh Phước Liên. Vì sao mà cái hình ảnh quả đất cô giới thiệu với chúng ta đầu tiên? Thì trái đất của chúng ta ví như là ngôi nhà chung đó, cho nên chúng ta cần phải có cái trách nhiệm gì đối với trái đất. Thì sau khi chúng ta học hát bài này, các em sẽ trả lời câu hỏi đó cho cô nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về bài hát. Một đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về tác giả Huỳnh Phước Liên. Đây là ảnh chân dung của nhạc sĩ. Nhạc sĩ Huỳnh Phước Liên sinh ngày 19 tháng 1 năm 1954 tại Ninh Hòa, Khánh Hòa, hiện là giám đốc nhà văn hóa tỉnh Khánh Hòa. Ông sáng tác âm nhạc từ năm 1972 và đã viết nhiều ca khúc như Đêm qua đò nhớ Chương Chi, Đường làng năm ấy, Cô giáo em và Hoa Eban, xin lỗi, Cô giáo em là Hoa Eban năm 2000 của cô xin lỗi ha. Thì các bài hát của nhạc sĩ Huỳnh Phước Liên cô giới thiệu lại nè, gồm có bài Đêm qua đò nhớ Chương Chi, Đường làng năm ấy, Cô giáo em là Hoa Eban. Đó. Và ông đã xuất bản tập ca khúc Khúc hát những ánh sao. Về tác phẩm thì chúng ta hãy trả lời cho cô bài hát Ngôi nhà của chúng ta được viết ở nhịp mấy. Thì các em dễ dàng nhận ra bài hát này được viết ở nhịp 24. Thì các em nhìn vào bài cho cô biết trong bài hát có những cái ký hiệu gì đặc biệt. Đó, ký hiệu cô khoanh tròn đó là ký hiệu gì mấy em? Đây là ký hiệu của dấu hai chấm. Thì khi chúng ta gặp cái ký hiệu này, chúng ta sẽ hát như thế nào các em? Các em sẽ hát từ đầu. Khi xuất hiện dấu hai chấm là chúng ta sẽ hát đến cái dấu hai chấm tiếp theo. Và cái dấu hai chấm này yêu cầu chúng ta sẽ hát cái đoạn này là một lần nữa. Và khi các em hát đoạn này lại lần thứ hai, các em chú ý là chúng ta sẽ hát qua lời 2 nếu ở cái câu nào có lời 2. Và khi chúng ta hát lời 1 thì chúng ta sẽ hát khung 1. Khi chúng ta hát lời 2 thì chúng ta sẽ bỏ qua khung 1 và hát khung thứ 2. Ngoài ra thì trong bài còn có những ký hiệu như là dấu nối. Đây dấu nối ha, rất là nhiều chỗ có dấu nối. Khi gặp dấu nối thì các em sẽ hát như thế nào? Chúng ta sẽ ngân dài cho đủ phách. Ví dụ đây có hai nốt thì chúng ta chỉ hát một nốt thôi. Hát giai điệu tới nốt chữ hòa và chúng ta ngân dài qua đây là 2-3 phách. Và chúng ta nhìn vào bài trả lời cho cô xem bài hát này được chia làm mấy đoạn và mỗi đoạn có mấy câu. Thì trên màn hình cô đã in màu rất là rõ. Màu xanh đó là đoạn thứ nhất. Tiếp theo đoạn thứ hai đó là màu đỏ. Và đoạn màu xanh tiếp theo đó mà mình có thể gọi là đoạn 3. Nhưng mà để cho dễ hiểu thì bài này gồm có là đoạn A, đoạn B và đoạn A phẩy. Và lưu ý cho cô là đoạn B chúng ta có hai lời. Mỗi lời ca có 4 câu. Đoạn A và đoạn A phẩy thì mỗi đoạn có 2 câu. Cô mời các em nghe giai điệu bài hát.
Đó là toàn bộ giai điệu và lời ca của bài hát. Cô mời các em khởi động giọng. Các em khởi động giọng âm mi và ma cho cô nha. Chúng ta cùng hát nha. Mi 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 mom 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 mi 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 mom 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 mom. Rồi cô mời các em tập từng câu trong bài hát này. Mỗi câu cô sẽ đàn hai lần nha. Đó là đoạn 1 ha, bây giờ cô đàn câu thứ nhất. Các em nghe lần thứ ba và hát theo. Các em nghe tiếp câu số 2. Các em nghe câu số 2 và hát theo. Đàn lại câu 1 và câu 2. Chúng ta có thể hát theo. Ngôi nhà chung hai vào. Tiếp theo đoạn thứ 2. Câu của đoạn 2.
lần hai. Các em nghe và hát theo hai câu tiếp theo của đoạn 2. Các em nghe lại cả đoạn. Rồi, khi hát tới đây chúng ta sẽ hát lại từ đầu, từ ngôi nhà chung, và chúng ta sẽ hát qua lời 2 nha. Cô sẽ đàn lại đoạn 1, nói qua đoạn 2, và các em lưu ý là sẽ hát lời 2 của đoạn 2. Và bây giờ cô sẽ tập cho chúng ta đoạn cuối cùng. Đây là câu thứ nhất của đoạn cuối. Các em nghe lại. Các em có thể hát theo nhé. Câu thứ nhất. Các em nghe tiếp câu thứ hai của đoạn cuối nha. À, cô xin lỗi. Câu thứ hai của đoạn cuối là chúng ta hát kết bài luôn nha. Cô đàn lại nha. Rồi, cô xin lỗi. Bây giờ cô sẽ hát cho mấy em nghe câu cuối cùng của đoạn kết. Ngôi nhà chung của chúng ta là trái đất màu xanh màu lá. À, câu cuối cùng nó như vậy nhé, nghe lại. Cô đàn lại cả đoạn. Đó là toàn bộ giai điệu của bài. Bây giờ cô mời các em hát lại nhé. Thank you.
toàn bộ giai điệu của bài hát. Sau khi chúng ta hát xong bài hát thì các em có cảm nhận gì về nội dung bài hát này? Thì đây cô gợi ý cho các em, bài hát nói lên tình yêu quê hương đất nước, con người. Mọi người chúng ta đang chung sống trong một ngôi nhà chung, đó là trái đất. Chính vì thế, chúng ta phải chung tay góp sức bảo vệ để cho trái đất mãi mãi xanh tươi. Em hãy nêu một vài hành động phá hủy môi trường. Thì các em có thể suy nghĩ xem hành động nào là mà chúng ta cho là hành động phá hủy môi trường. Ở đây là hình ảnh gì đấy các em? Đây là chặt phá rừng ha. Đây cũng là một hành động phá hủy môi trường, đó là rác thải bừa bãi ha, không có bỏ đúng nơi quy định. Mà chúng ta thấy đây là hình ảnh rất là nhiều rác thải được thải xuống dưới sông, nhìn rất là dơ đúng không các em? Đây là một cái hành động là phá hủy môi trường, ô nhiễm môi trường. Vậy thì từ hai cái hành động đó, chúng ta phải làm gì để bảo vệ môi trường các em? Đây là một hình ảnh để bảo vệ môi trường, đó là chúng ta dọn vệ sinh, làm sạch. Hành động thứ hai rất là đẹp, đó là trồng cây để gây rừng của các bạn đoàn viên. Thì các em thấy trái đất là ngôi nhà chung của mỗi người chúng ta, mặc dù là chúng ta mang quốc tịch nào hoặc là chúng ta là dân tộc nào đi nữa thì chúng ta cũng sống trên trái đất. Cho nên là đã là ngôi nhà chung thì chúng ta cần phải làm như thế nào, cần phải có trách nhiệm như thế nào đối với ngôi nhà của chúng ta. Thì đầu tiên chúng ta cần phải đoàn kết, có tình thân ái giữa người với người là bạn, để trái đất mãi 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 là một màu xanh hiền hòa, nhân loại sống trong tình yêu thương, không hận thù, không có chiến tranh, đồng thời nhắc nhở các em phải biết yêu quý, bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Đó, đây là cái hình ảnh trái đất, và những người sống trên trái đất đều là anh em. Đó, đều phải chung tay có trách nhiệm bảo vệ môi trường. Chúng ta phải làm sao để cho ngôi nhà của chúng ta thật là sạch, đẹp. Đó. Và phần hướng dẫn tự học ở nhà thì cô yêu cầu các em học thuộc bài ca, tập hát đúng giai điệu bài hát ngôi nhà của chúng ta. Và về nhà thì các em đọc tên nốt trước bài tập lục nhạc số 7 và xem lại cho cô nhịp 2/4. Phần âm nhạc thưởng thức thì các em xem trước cho cô là nhạc sĩ Stupan. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các em đã tham gia tiết học cùng cô. Chúc các em thật là nhiều sức khỏe.